vẫn là cám dễ chịu, nhưng hôm nay sử dụng cám tổng hợp thiên nhiên, một loại cám mới của Đồ Minh Tú ha. Hôm nay Di sử dụng cám tổng hợp, cám dễ chịu. Số điện thoại cũng khá dễ nhớ, Đồ Minh Tú 0973 097391. Trong phần mô tả của mấy cái clip đi câu cũng có số điện thoại luôn, anh em có cần liên hệ ha, ở Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương nha. Giờ mà mình tiến hành là mình chỉ cần mình vô vô nước thôi, vô nước câu hay còn gọi là hương hồ, là có thể mình câu được rồi. Vậy thôi, mất cần gì câu cấp, mình cũng vừa xả vừa câu luôn nha. Về cần thì mình sử dụng cần lóng hua 4,5 m, hạ lóng 3,6 m, với sử dụng thêm một cây cần phíp nữa. Đó, giờ mình tiến hành mình vô hương hồ. Kiếm con cá lên coi nó cá gì. Nằm quá, chưa biết nó là cá gì nữa. Ta con, các ta con cả nha. Mình có thấy cái khăn không? Tiếp tục ra con nữa, sao mà đông vậy? Ta con nữa,
cười. Kiếm con bự bự đổi chỗ về thua. Dẫn ra đâu cá dẫn cả nhà, giờ này giờ của nó mà tìm. Giờ giờ cá không có trắng dễ lắm, ăn ghê lắm, tranh thủ. Kéo 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 vậy cái lụm có gì đâu, em à. Vậy thôi. Chạy qua chạy lại cái dở nhẹ rồi lấy nữa. Như vậy đâu có cần phải to, nhỏ gì cũng được à, vậy thôi em. Thank you.
chơi lắm nha. Hai cần đều kéo cần, cần nào cũng kéo hết. Cái gì đây? Con gì vậy? À, Rufy. Rufy cả nhà. Chú giỏ. Báo cá. Báo cá. Ở ngoài kia cũng rỉa kìa. Chắc Rufy nữa rồi. Nãy giờ chìm phao mấy lần rồi. Đó, đó, kéo nữa rồi. Gì trời, mè hay cái cốc cái gì không biết, không biết luôn. Đứng. Thấy, thấy nói anh em chưa, thấy thấy mình nói với anh em chưa, đó một con cá rô khủng long. Thấy nào có không? Nãy giờ bị giục biết. Con gì vậy? Tao gửi con cá sát. Ôi trời ơi. Bảy. Hèn gì? Nói sao? Nắm chạy tới chạy luôn. Trời.
sợ con cá này đó. Thả luôn. Cởi xong thả luôn nha anh. Vì sợ con cá này dữ dằn. Bị hết lần là sợ. Thả nha. Hèn gì nãy giờ cái sao cái đưa tới đưa lui. Ừ, gì đâu. Cần lông hô mấy con cá này khi nhê gì. Chứ chữ cũng sợ bà này. Thấy không? Dánh cái này. Cá một múc. À. Cuối cùng có cái rảnh anh em ơi. Xuống vỏ được rồi anh em. Ba phải hàng rồi. Ba phải hàng rồi. Ba phải hàng rồi. Gì đây? Ôi ôi. Ôi ôi cá trời. Ôi ôi cá trời mập. Ôi ôi cá trời mập. Ôi ôi cá trời mập. Búp. Ôi ôi cá trời mập quá cả nhà. Cây dai đàng hoàng. Đó, ba phải hàng liền cả nha. Đã quá.
đâu rồi. Vậy mà không có. Chìm phao luôn.